Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tìmdangon.com. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một tài khoản Canva Pro. Thì Canva là gì? Canva là một cái công cụ để thiết kế ảnh trực tuyến rất là hiệu nghiệm dành cho cả những bạn không biết gì về đồ họa, không biết gì về kỹ thuật, vì họ đã có rất là nhiều những cái mẫu sẵn có và chúng ta chỉ cần thay ảnh, thay text vào là được một cái bức ảnh hoàn chỉnh. Thậm chí họ còn có cả video, cả CV xin việc làm cho những các bạn nào sinh viên đang cần đi tìm việc. Họ có hai bản, một là bản miễn phí và hai là bản mức phí. Đây, bản Pro đây, thì giá của nó là 9,95 đô một tháng. Thì bản Free dùng cũng khá là tốt, nhưng mà một số cái tính năng ấy, nếu như mà được dùng bản Pro thì nó sẽ hay hơn, tiện hơn và hữu ích hơn. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là tạo một cái tài khoản Pro này miễn phí luôn. Đầu tiên các bạn hãy vào phần sign up nhé. Bấm vào đây. Bấm đăng ký bằng email. Rồi tên tìm giá ngon. Email này thì các bạn có thể dùng email chính của các bạn cũng được. Còn nếu như các bạn mà không muốn ấy thì có thể dùng cái email phụ. Thì các bạn lên Google các bạn search là email 10 phút hoặc email 10 minutes. Thì các bạn có thể chọn bất kỳ một cái đường link nào ở đây. Bấm vào đây. Thì đây họ ra cho bạn một cái email ngẫu nhiên. Bạn copy vào nó nhé. Xong rồi dán vào đây. Mật khẩu. Ok, thử ngay. Các bạn chọn cái gì cũng được tí các bạn nhé. Còn nếu như là bình thường thì chọn là cá nhân. Đây, dùng thử miễn phí trong 30 ngày. Bấm vào đây. Thì kể cả là dùng miễn phí nhá, thì họ vẫn bắt là phải nhập cái thẻ tín dụng vào. Thì các bạn chú ý là chúng ta tuyệt đối không được nhập thẻ của chúng ta. Bởi nếu như nhập thẻ của chúng ta ấy, thì sẽ sau hàng tháng sẽ bị trừ tiền và rất là khó để đòi lại nếu như các bạn quên. Thì có một cái công cụ là để tạo ra cái thẻ visa ảo. Các bạn vào trang là namso.game.com. Thì mình sẽ để cái link này ở trong phần mô tả của video nhé. Rồi các bạn enter vào trang này. Thì đây là cái giao diện khi mà vào trang web. Thì cái mã pin này là cái đầu số thẻ. Thì các bạn chú ý cho mình là mình đã test thử một số đầu thẻ. Thì một số đầu là nó sẽ không thể dùng được, một số đầu thẻ là dùng được. Thì các bạn chú ý là nhập cho mình mã số là 531978 531978. Ok. Và ngày tháng ngày thì để random ngẫu nhiên nhé. Rồi tất cả những cái này thì để nguyên cái mặc định của nó. Các bạn nhấn vào ô màu xanh xanh này. Ok. Thì các bạn chú ý này. Thì đây nó hiện ra cho mình mấy cái thẻ. Các bạn thấy ở đây nó có cái dấu gạch dọc của này. Thì để phân chia. Thì mấy cái này nghĩa là gì? Đầu tiên đây là số thẻ của chúng ta. Tiếp đến là tháng hết hạn. Tiếp đến là năm hết hạn. Cuối cùng mới là cái mật khẩu. Rồi, thì các bạn copy số thẻ vào, dán vào đây. Tháng 8, 2024, mật khẩu 304. Các bạn chỉ cần gõ 24 thôi, không phải có 2024 đâu. 304. Xác nhận dùng thử miễn phí. Rồi dự án cá nhân. Các bạn bỏ qua cũng được. Ok, thì đây đã là bản Pro rồi các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này, thì tài khoản tôi đang là tài khoản Pro rồi nhé. Đây các bạn thấy email đăng ký của tôi này. Đấy. Mình có một số cái video khác hướng dẫn sử dụng Canva riêng rồi, các bạn hãy xem video về sau nhé. Đây ví dụ nhé, tôi đang tạo một cái, ví dụ đang tạo một cái thiết kế chẳng hạn. Thì cái bản này ấy, cái nhược điểm của nó là chỉ được miễn phí trong vòng 1 tháng thôi. Và sau 1 tháng thì chúng ta lại phải tạo một tài khoản mới lại như vừa rồi. Thì nếu như mà bạn đang tạo rất là nhiều rồi và bạn muốn chuyển sang một cái tài khoản khác để bạn sử dụng thì sao? Để chỉnh sửa. Đây mình ví dụ, mình bấm vào cái này. Sử dụng. Đây tôi sẽ chỉnh sửa thử xem nào. Thì ok. Và nếu như bạn muốn chia sẻ bản này để sang cái nick mới hoặc cho một cái người bạn bè khác, đồng nghiệp khác của bạn để chỉnh sửa nó,
thì hãy bấm vào phần chia sẻ. Đây, chia sẻ liên kết, các bạn chọn phần dưới này, dưới chọn là phần là chỉnh sửa nhé, xong rồi sao chép liên kết, thế là ok. Và các bạn ra một cái tài khoản Canva khác, thì đây là một cái tài khoản khác của tôi, các bạn thấy email khác nhé. Các bạn mở sang một cái tab khác, enter. Đây thì chúng ta có thể thấy đây chính là cái bản mà tôi vừa sửa nhé, và chúng ta vẫn có thể là chỉnh sửa lại là bạn ok. Vậy là mình đã chia sẻ xong các bạn cách sử dụng tài khoản Canva Pro miễn phí. Và các bạn mà cần hỗ trợ gì thêm hãy inbox cho fanpage hoặc là comment dưới video. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích nhớ like video, comment và đăng ký kênh cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.